bẻ gãy cây. Chết chưa, chết chưa, chết chưa, chết chưa, tí nữa thì biêu đầu. Xin mến chào quý vị và các bạn. Hôm nay mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi một buổi làm việc của anh em chúng tôi ở trong làng. Hiện tại thì anh em tôi đang có mặt ở Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội. Chắc hẳn khi nhắc đến Cổ Loa, các bạn liên tưởng ngay đến một sự tích kinh doanh nào đấy, đúng không? Vâng, và anh em chúng tôi thì đang có mặt ở gần cái di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Cổ Loa, nơi mà có sự tích sự kiện là An Dương Vương và Minh Châu đấy. Để có thể di chuyển được vào cái chỗ làm việc thì anh em chúng tôi cần phải băng qua một con ngõ khá dài. Cái ngõ này thì dây điện khá là thấp, vậy nên là xe phò không kéo vào trong này được mà bắt buộc phải đánh bộ. Bây giờ làng nào thôn nào cũng lên nông thôn mới hết rồi, nên là toàn bộ cái phần đường bên dưới đều đã được chặn bằng asphalt, không bằng đường bê tông như ngày xưa nữa. Chính vì trải bằng asphalt như vậy nên là di chuyển được vào trong này rất buộc phải sử dụng xin cao su các bác nhé. Thời buổi bây giờ không như ngày xưa rồi. Ngày xưa thì thích chạy đi nào chạy, nhưng bây giờ xích mà không phải là có cao su thì không đi vào được đâu. Tính từ cái thời điểm mà mình làm này lên đến di tích lịch sử thành Cổ Loa đấy thì chỉ còn cách khoảng hơn 1 km nữa thôi. Đấy, toàn là thung lũng các bạn này. Cộng ngoài này nữa, cái khúc bên trong ấy thì nó còn nhiều những cái bức tường mà từ thời ngày xưa ấy, thời cổ xa xưa. Đây, những cái cổng các bạn này. Đấy, những cái cổng này thì không biết là cũ như thế nào rồi. Đấy, vào đây mới thấy là trong này còn rất là nhiều những cái cổ của ngày xưa. Kéo phọc vào đây thì cũng được, nhưng mà mỗi tội là tắc đường đi lại và thứ hai phải có một người nâng dây điện thì mới đi vào được. Nơi đất mảnh đất gắn liền với di tích lịch sử, mảnh đất ưu tú đấy các bác. Anh em nào có dịp làm ở gần đây thì search Google là di tích lịch sử quốc gia đặc biệt thành Cổ Loa nhé, vào để xem và du lịch. Mất khoảng hơn 10 phút đồng hồ, anh em tôi cũng đã di chuyển được vào trong cái vị trí cần làm việc. Chạy trên đường nhựa này rất là nhanh thôi các bác ạ. Đấy, rất là đông người ở đây. Ui ui, trông này. Và công việc ngày hôm nay của anh em chúng tôi là phải dọn dẹp một cái mảnh đất này, phá toàn bộ cây cối ở trong này đi để tạo thành một cái mảnh đất bằng phẳng và đẹp. Đông chưa các bác, đông vui chưa? Đấy, cả làng xem máy xúc đây. Đấy, cây cối được bỏ hết đây, toàn những cây bưởi này, rồi cây cây trong kia là cây xoài cũng sẽ đều được phá đi, và có cả cây roi nữa.
cây que rồi cỏ rác sẽ được dọn dẹp sạch các bác ạ. Đây, đây là một cây bưởi. Cây bưởi khá là đẹp. Đấy, cứ vứt ra cái viên này này, nó không làm cái viên này đâu. Ông ấy muốn để cho nó nhẹ, viên nó dễ. Đấy, cây này mà có bán thì cũng có tiền đấy, nhưng mà chả ai mua. Bẻ ngọt như mía. Đấy à, trồng thì lâu chứ máy mà nó bẻ thì nhanh không. Đấy, phá sạch. Có mỗi cây xoài kia hơi xấu, thân thẳng. Đấy, bẻ đúng đốt như pháo hoa. Sao thằng cắt cây cắt lâu thế? Đấy, cho thằng Dô cái gốc đấy mang về trồng. Hôm nay về cắt vẫn lên được tốt. Kích rễ kích riếc vào. Vẫn sống bình thường. Đấy, bưởi này dễ sống không mà. Đấy, còn cây xoài này thì ẩy một ẩy là xong. Mảnh này bỏ lâu rồi chú? Mảnh này bỏ lâu chưa cơ? Lâu rồi, hơn chục năm. Đấy, hơn chục năm, trồng vậy mới đã hơn chục năm. Vậy với cây bưởi này phải 5, 6, 7 năm rồi nhỉ? Cây bưởi này ấy, độ 30 năm rồi. 30 năm mà bé vậy cơ. 30 năm. Tao ra đây được từng năm 85. Vâng, kinh nhá. Thế thì cây bưởi nó trồng ngay cũng làm. Cái gì đấy thì không có hết giờ. Cái bưởi bứt bẻ là mùa. Thôi, may chưa bẻ. Cái đấy rơi nhẹ là nó vỡ mà. Con cháu đi đâu người ta gọi là đội phá hoại đấy, đi đâu phá đấy, nhất là thằng áo đỏ ấy kìa, nó gặp nó là nó muốn phá rồi. Nó đéo đến nửa tiếng nó rồi. Nó cắt thì ít mà nó ngồi uống nước thì nhiều rồi. Vậy mà về báo sếp hôm qua em làm 2 tiếng. Thằng này không được rồi đấy nhá, người ta ở đây người ta bảo nhá. Đấy, đây này, nhẹ rồi. À, cắt rồi à? Cắt lửa rồi. Cắt lửa. Nhọc quá không cắt được à? Nếu người cắt nó đổ mẹ người nó cái đấy nó đang ngược này. Trông thế thông minh phết đi chứ. Đấy, toàn bộ cây que cỏ rác được phá sạch. Kia một cái chậu nữa kìa. Dạ. Chậu con ấy. Trong kia còn cây nào không? Còn này. Cây chết này, cây khô rồi. À, sâu tận dưới kìa. Đây đến đúng cây khô hết rồi. Xoài này bắt buộc phải đào đứt rễ thì mới giật lên được. Không bẻ như cái bưởi hồi nãy được. Bưởi non nâu. Xoài đây. Mảnh này khoảng bao tiền một mét? Ba mấy triệu. Hợp lý nhỉ? Ờ, ba mấy triệu là hợp lý chứ, đúng không? Cái này là 200 mấy. Toàn bộ cái phần cây phá ra sẽ được tập kết gọn sang một bên, sau đó sẽ được xúc lên ô tô để trung chuyển ra ngoài. Ở cái mảnh đất này thì anh em chúng tôi chỉ có phá cây, dọn dẹp những cái phần cỏ rác thôi, không đào bới xới gì cả.
một cái mảnh đất để cây cối nó mọc um tùm thì nhìn rất chi là ngổn ngang và bề bộn, nhưng chỉ cần phá những phần cây que này đi thôi thì nhìn cái mảnh đất nó sẽ rộng rãi hẳn ra rất là nhiều. Đấy, ô tô ở đây thì sử dụng con ô tô nhỏ 3 khối để chạy vì xe to không vào được cái đường vừa xong. Đấy, độ này thì anh em chúng tôi lại đi dọn dẹp cỏ rác nhiều hơn. Xanh tiếc bỏ hết. Đấy, có những cây mà trồng mãi mới lên, bây giờ chỉ gần một ngoạm là lên rồi các bác ạ. Đấy, đúng là cái kiểu là người có thì không cần, người cần thì lại không có. Đấy, chắc hẳn là mấy bác cây xanh, mấy bác làm bonsai thích mấy cây này lắm ấy. Cây này là cây sung, trong kia còn mấy cây ổi. Đấy, chơi cả gốc luôn. Trong kia có một cái cây đã chết khô rồi. Hôm nay đi dọn cây thì được một buổi khá là mát mẻ. Thời tiết lúc này thì đang âm u, có gió rất to và đặc biệt là sắp có mưa. Gốc cây này đẹp đấy, thế long trầu hổ phục đấy. Gốc đẹp đấy. Đấy, gốc cây này sẽ được mang về. Đấy, bức xúc quá bổ rồi. Mang về trồng không được, bố tức bố bổ rồi. Tính mang về trồng nhưng mà nó lại rơi, thế là cho nó gãy luôn.
toàn sung thôi. Đây là sau còn một vài cây dại nữa cộng với một cái cây khô này nữa. Cây kia là đã bị mất một nửa rồi. Đây mất một nửa gốc này, đã bị đốt, giống như kiểu vết cháy ấy. Cây khô. Đi dọn dẹp vào vườn vậy rất là sợ nơi rậm rạp các bạn ạ. Nhiều khi có ong, có muỗi nhiều. Đây. Dọn phát mà nhìn mảnh đất nó rộng. Cái này phải kéo à? Cần gì kéo? Bẻ gâu luôn. Tỉa từ từ luôn ơi. Cây này tỉa từ từ được mà. Cây này tỉa từ từ được, cần gì phải kéo. Ta tỉa từng cành một. Chú mà leo lên cây thì gãy cây đấy. Đấy. Để đảm bảo trong quá trình làm việc thì chúng tôi lại lựa chọn cái hình thức là kéo cây thay vì là bẻ gãy cây. Chết chưa, tí nữa thì biêu đầu. Đấy, anh nói không nghe à. Dù tí nữa thì biêu đầu mẻ chán. Một quả phải nói là thoát chết trong gang tấc. Không tới chỗ anh đâu, anh đứng xa rồi. Đấy, 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 đấy. Ui, văng túng gần tới mình luôn. Cách lửa mét nữa là vào tới chỗ mình. Đấy đó. Nhưng mà chú Huân ghét chú rồi. Vụ rô độ khoảng 30cm nữa là đi gặp Thanh Mà Thanh rồi. Đấy. Và như vậy thì toàn bộ phần cây que trong khu vườn này đã được anh em chúng tôi phá xong xuôi các bác này. Bây giờ là tiếp theo là đến phần xúc lên xe ô tô. Và bây giờ những phần cây que cỏ rác sẽ được xúc lên con ba khối kia để trung chuyển ra ngoài. Ở đây chắc mất khoảng từ 5 đến 7 chuyến các bác. Tiếc là ở đây không ai lấy những cái phần này về làm củi cả. Có nơi thì những cái cây khô này sẽ được lấy hết để người ta nấu cám cho lợn hoặc là dùng để nấu cám gà. Nhưng mà đây thì toàn bộ những cây này sẽ được bỏ đi. Và như vậy là một cái pha phá cây củi khô cuối cùng thì con máy này đã tránh được một cái cây. Và nhất là ông lái ô tô đã có một cái pha phải gọi là thoát chết trong gang tấc. Một cái cành cây nhỏ có cái chạc ba lao với cái tốc độ cao cỡ khoảng căn nhà 2,5 tầng mà lao thẳng xuống vậy, mà phi thẳng vào đầu thì không sức đầu mẻ chán thì cũng sức ra các bạn, và cũng bị om đầu đấy, cũng rất là may. Vậy nên là trong suốt quá trình làm việc từ pha dỡ đến làm cây que này thì cái gì cũng thế, phải thật sự đảm bảo an toàn. Đấy, đấy, nhiều khi là có những cây que đơn giản vậy thôi nhưng mà chỉ cần rơi vào đầu thôi là cũng có thể đi gặp các cụ ngay đây.
Đây, mới một cái pha gọi là phát phát chết thì là bác lái ô tô kinh khiếp, bây giờ đứng hẳn ra ngoài rồi, không dám vào đây nữa rồi. Nguyên một góc ngoài này đã đủ một xe rồi. Ba xe nữa là hết. Anh em tôi làm được vòng buổi sáng là xong. Sau một vài giờ đồng hồ làm việc thì toàn bộ phần cây cối cỏ rác đã được anh em chúng tôi phá và dọn dẹp sạch sẽ. Cái bức tường phía bên ngoài đường này thì được phá xuống để cho các bác ở quanh đây nhặt lấy lại phần này để có thể xây gì thì xây. Vài tiếng trước thì ở đây là một cái vùng rậm Amazon, nhưng vài tiếng sau ở đây là một khu đất rất là đẹp. Sau khi phá xong thì nhìn nó rộng rãi và sạch hơn rất là nhiều. Ở đây thì có thể cho người ta để nhờ chúng đậu xe cũng được các bạn. Đây, mảnh đất rất là rộng. Bây giờ mảnh đất này thì có 7-8 tỷ trở lên các bạn. Đấy. Ở đây toàn bộ phần mặt bằng đã được anh em tôi dọn dẹp xong. Bây giờ thì anh em tôi sẽ lại di chuyển máy ra cái ngõ hồi sáng vào để chuyển máy về nhà, để buổi chiều sẽ làm một công việc khác. Anh em nào có nhu cầu đào móng, phá dỡ, san lấp mặt bằng, phá cây, phá cối, dọn dẹp, tất cả dịch vụ về máy xúc có thể liên hệ với em Mạnh 9 tuổi nha. Phục vụ các bác tận tình mọi lúc, mọi nơi, mọi chỗ. Video của em cũng xin được phép kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.